Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con tiếp tục phóng sinh loài rắn nước cho chú Văn Giác, bởi vì loài rắn này phóng sinh rất là tốt và thiêng, linh tánh một cái loài rắn rất lớn, nên là chúng con phóng sinh cho chú. Ở đây này con có đây, đây là em rắn nước. Ôi trời ơi, bơi sung sướng đúng rồi. Đấy. Đấy. Đây có cả lai của rắn giáo nữa cơ. Chúng con thả ra sẽ lấy những loài rắn giáo. Đây có hai loài, là hai loài rắn. Đây là rắn nước này. Đấy. Rắn nước, còn cái em vằn kia là rắn giáo, đúng rồi. Đây vẫn thuộc rắn nước. Rắn vằn nước thì sẽ có vằn này như thế này. Còn đấy, đúng rồi. Đấy, những em này vẫn là thuộc về rắn nước. Tham mô dược sư con Phật yêu thế. Đấy, còn em có mỗi em vàng đít về cái em đấy thì là rắn. Đấy, thì đây vẫn là của em, còn đâu lại là rắn giáo, là họ nhà rắn giáo. Đấy, đây là loài rắn khác, rắn giáo. Thì em sẽ màu vằn này và bụng thì thường là vàng. Giá sống với cả trên cạn. Đấy, đây em sẽ thế này, bụng và trên mình của em sẽ không có những vằn đỏ. Đấy, đây cũng là thuộc rắn giáo lốt. Thế mà cái em buồn cười lắm. Đấy, cứ sao đi cưng, mắt của em buồn cười lắm. Đấy, trên lưng sẽ là vằn này và bụng thì em sẽ có màu vàng. Em mua được xin con Phật chưa? Đấy, không ngóc cái đầu em xinh rồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con hôm nay có nhân duyên tiếp tục phóng sinh cho bác Vang Giáp 21 loài. Đây chúng con có mấy loài thân yêu đây. Đầu tiên là lại em là em cá dưa hồng đây. Đấy, em dưa hồng này rất là xinh đẹp. Và thứ hai là em chim. Đấy, tiếp tục chúng ta thả loài chim, cá chim. Đấy là một em nhân duyên. Chúng ta sẽ có em chê ta. Đây chúng ta là cá chê ta. Đây, nhìn một cái. Đấy, nhìn các chị em chê rất là xinh đẹp. Đấy, đây rồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là các em chê. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây, và chúng ta sẽ thả là các em tôm cành cánh trang đây, gọi là tôm càng. Tôm các bà các cô rất hay ăn, đây gọi là tôm càng. Đấy. Đấy. Các em rất là tươi. Để tách tách. Rồi. Đấy, đúng rồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con tiếp tục thả phóng sinh cho bác Vang Giáp 21 loài chúng sinh. Thì bây giờ chúng con bắt đầu phóng sinh. Hôm nay chúng con là đội em 33 lươn và trạch, có những em lươn to và nhỏ. Đây, chúng ta sẽ thả những em trạch đầu tiên. Em trạch rất là xinh đẹp. Đấy, em sẽ đừng nhìn ngắm em. Tôi xuống một bậc thang đi. Đây đúng rồi, đây đúng rồi, thế được, rất đẹp. Đây, đây là những em trạch yêu mến. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chết chết. Theo này chúng ta sẽ thả những em lươn. Em rũ xuống là được. Mà sao không dùng rổ nữa. Đổ lên quá. Đây thả những em lươn. Lươn này thả đổ ra như này đi con. Đổ ra chậu. Nhìn những em lươn xinh đẹp. Chúng ta sẽ có cả một chậu lươn luôn. Đấy, có em lươn to đùng này. Nam Mô Dược Sư Lưu Công Phương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Công Phương Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích
đưa con luôn. Em đo khỏe lắm, đây là lên sông. Nam mô Dật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Dật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Dật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con hôm nay có nhân duyên thả cho bác Vang Giáp. Hôm nay bác phát tâm phóng sinh 21 loài bác Vang Giáp. Ngày hôm nay là phát tâm đọc kinh Dược Sư. Và 21 loài chúng con có nhân duyên thả các em sau đây. Đấy. Thì bây giờ con bắt đầu thả cho bác Vang Pháp đi. Đầu tiên sẽ là em Dô Phi. Loài đầu tiên, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Chúng ta sẽ có hai em Dô Phi. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đấy là đầu tiên. Sau đó thì đây, đúng rồi, em chép đấy. Chúng ta sẽ có một đàn chép Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật đấy. Có chép mẹ, chép con. Đấy, đấy vẫn là chép Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ là loài cá cục quả hoa. Đấy, có hai em cá quả hoa. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Rồi, và một em Chê Ta. Chúng con gặp thì cứ mua thôi. Có đổi ra cũng được mà, có cần phải bắt em đâu, đổ ra là được. Đấy, đây là em thôi. Bắt đầu là chúng ta sẽ thả đến em rắn luôn. Đây, em rắn này đang có bầu. Chúng ta sẽ đổ thì em xô ra là ba em cá lóc. Con phải đậy rổ vào bởi vì là em sẽ nhảy ra. Con cá lóc lóc đấy đấy. Rồi đây, đây chúng ta sẽ là đây. Bỏ em lóc này đi nè con này. Đấy con. Đấy. Đây chúng ta sẽ có một đàn cá lóc đây. Đây gọi là cá lóc. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Chúng ta tiếp tục đến một loài tiếp theo là ốc mít. Thì đây chúng con sẽ thả những em ốc mít. Ốc mít thì là loài ốc thơm nên là nhiều người ăn, chúng ta sẽ giảm bớt xanh bằng cách đưa em đi. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Vậy là chúng con đã thả được một số loài cho bác Vang Giáp. Con cảm ơn bác Vang Giáp ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đến đây thả chim cho chú Vang Giáp. Chú Phật phát tâm tụng kinh Dược Sư và phóng sinh 21 loài. Chúng con là các loài đầu tiên, các loài chim. Loài đầu tiên của chúng con sẽ là vẹt thực hồng. Rất là mở màu là em vẹt thực hồng rồi, xinh đẹp. Đây em vẹt ngược phòng đây, nhưng mà nhìn không rõ. Con có thể cầm ăn lên. Ôi hút rồi. Đây. Xinh đẹp quá, nó đã cắn vào tay của em. Và thứ hai là em đi đất. Thì xin họ đi hót tất cả hai. Hôm nay được xin con cực. Em mi đất thì em họ mi thì sẽ có cái viền là mi rồi ạ. Em họ mi có thể bây giờ ra kết tính của em vẫn còn là lựa là thứ ba là em sáu lâu. Ôi em dòng em sáu lâu thì sẽ là
ăn giá cá dày lắm. Đấy, em lâu là sẽ đặc trưng là màu đỏ. Úi giời, đúng rồi. Chê em cái là em, nhưng mà dòng sáo này là vừa bay vừa nhảy. Đấy, tính nhảy chinh chích nên xong tự nhảy lên cây đấy. Bây giờ chúng ta sẽ thả tiếp. Đây là em quấy lâm. Đấy, em tháo lại lên kìa. Đấy, em lại nhảy đến cây rồi, xong nhảy đến cành rồi. Chúng ta sẽ quay lại với em quấy lâm. Đây, em quấy lâm đây. Đấy, tí em lại nhảy đến cành, thôi cứ thả tiếp đi. Cái này thoải mái, đơn giản mà, phải cao. Ấy rồi là toàn một rừng cây luôn, cao lúc nào. Cái chim hót nấu lo nhỉ. Ừ, chim ở nơi khác nó, chim ở chỗ tay khác nó hót à. Mát là chưa đứng lên mát hết. Đây là em gọi là cái gì nữa à, xe. Xe than. Xe than chứ, xe than. Con cho em đi. Đấy, cho em hay đi vào những chỗ đấy đấy. Đây là khuyên. Khuyên này, em kia này tơi tả, nó bị khổ, chắc bị nhốt, cái khổ rồi. Rồi. Còn những em còn đang ở trong đồng bị chết ấy, nó quen là tự nhiên nó bị bắt nhốt, khổ thế. À đây. Ủa, chim khuyên sâu sát, cái khổ thân em nó sướng nhá. Đấy, khổ, yếu mà. Thường cuối cùng là chè lửa, chè lửa. À, tiếp theo là em chè lửa thì em mi sơ sát thương ấy. Nói chung là đôi mắt nhỏ, chúng ta sẽ ăn chim. Chè lửa thì ở người của em sẽ có màu lửa, đây chiếc chè lửa. Đấy. Đấy, em này úi giời, em chạy lửa thì ngon. Đấy, con tiếp tục là chúng ta sẽ làm những bát ghế. Ghế thì đây, con sẽ rớt ra đây. Đấy, chúng ta sẽ cứ rớt nhiều ăn thế, không bị ăn nước. Đấy, chúng ta sẽ... Yeah, làm màu chút. Úi, em xin xáo vầy. Ừ đấy, đi xuống ra đấy. Đấy, con vỡ giữ xuống ăn xong. Đấy, con xuống như thế. Mẹ ăn với con nghe. Cái tiếng chim hót hay à. Cái cảnh này đang ở thiên nhiên đấy. Thế thế. Con cảm ơn, thế là con đã tận cầu xin đủ chú 21 là chúng sinh. Con cảm ơn chú Vang Pháp, Vang Giác. Con cảm ơn chú Vang Giác ạ.